nhờ thiết kế đẹp, trang bị nhiều công nghệ, đã giúp cho Kia Carens giành giải thưởng xe của năm 2023. Kia Carens là mẫu MPV hiếm hoi giành được giải thưởng xe của năm 2023 nhờ các ưu điểm về thiết kế và công nghệ. Mới đây, Kia Carens đã giành giải thưởng Indian Car of the Year, ICOTI 2023 tại thị trường Ấn Độ. Kết quả này được 18 nhà báo ô tô có chuyên môn cao chấm điểm trên nhiều tiêu chí khác nhau. Các thành viên ban giám khảo chọn ra một mẫu xe chiến thắng duy nhất để trao giải xe của năm. Trong đó, Kia Carens gây ấn tượng hơn cả bởi thiết kế bắt mắt, nội thất rộng rãi cùng các trang bị an toàn hiện đại. Cũng bởi vậy mà trong năm 2022, Carens đã đạt mức doanh số kỷ lục 62.756 xe tại quốc gia này. Tại thị trường Ấn Độ, Kia Carens được chia thành 5 bản trang bị, bao gồm Premium, Prestige, Prestige Plus, Luxury và Luxury Plus. Với giá bán dao động từ 899.000 1.699.000 rupee (khoảng 271.513 triệu đồng), Kia Carens sở hữu kích thước tổng thể lần lượt là chiều dài 4.540 mm, chiều rộng 1.800 mm, chiều cao 1.700 mm, chiều dài cơ sở 2.780 mm và chiều cao gầm 195 mm. Không chỉ có chiều dài cơ sở lớn nhất phân khúc MPV cỡ nhỏ ở thị trường Ấn Độ. Kia Kerens còn được áp dụng phong cách thiết kế táo bạo nhờ ngôn ngữ Aperis United mới. Đồng thời, xe được trang bị đèn pha, đèn hậu, đèn sương mù và dài đèn định vị ban ngày dạng LED hiện đại. Ngoài hệ thống đèn, những chi tiết mạng Chrome cũng giúp Kia Kerens 2022 trông cao cấp hơn. Thêm vào đó là bộ vành hợp kim 16 in, sơn phối hai màu thể thao, và nẹp thân xe theo phong cách SUV. Di chuyển vào bên trong, Kia Carens cung cấp cho người dùng hai tùy chọn chỗ ngồi là 6 chỗ và 7 chỗ. Xe được trang bị màn hình thông tin giải trí cảm ứng 8 in, hoặc 10,25 in hỗ trợ cập nhật tự động qua Internet, và cụm đồng hồ đo kỹ thuật số hiện thị nhiều thông số kỹ thuật của xe. Một số trang bị tiện ích đáng chú ý trên Carens, như hệ thống giàn âm thanh Bose 8 loa, đèn nội thất 64 màu, cửa sổ trời Skyline, hệ thống lọc không khí, bộ chọn chế độ lái, khay đựng cốc có khả năng làm mát, cửa gió điều hòa cho cả ba hàng ghế, 5 cổng USB-C, rèm che nắng phía sau. Cung cấp sức mạnh cho Kia Carons với 3 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 1.5 lít có công suất 115 mã lực, mô men xoắn 114 Nm. Thứ hai là bản động cơ xăng tăng áp 1.4 lít mạnh 140 mã lực và mô men xoắn 242 Nm. Thứ ba là tùy chọn máy dầu 1.5 lít có công suất 115 mã lực và mô men xoắn cực đại 250 Nm. Kết hợp với động cơ trên là hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn. Khách hàng có thể nâng cấp lên hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp đối với máy xăng và tự động 6 cấp với máy dầu. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.